Cùng mình unbox hộp quà tặng Galaxy Unpacked 2023 của nhà Samsung coi có gì bên trong nào. Hi, mình là Uyên, còn bây giờ thì cùng bắt đầu thôi. Cảm nhận đầu tiên khi mà cầm trên tay cũng như là trải nghiệm cái em hộp quà này thì mình cảm thấy Samsung đã rất là chỉnh chu trên từng chi tiết nha. Từ cái hộp được làm bằng bìa cách tông cứng nè, cũng như là một cái tông màu chủ đạo là một màu đen rất là đẹp, làm nổi bật lên được cái thương hiệu của hãng là mà Samsung nè, cũng như là cái dòng slogan ở đây đó là nhập hội linh hoạt, một cái câu chủ đề cho cái sự kiện Unpacked 2023 của Samsung lần này. Rồi, để mở ra bên trong coi có gì ha. Rồi, mở ra bên trong á thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có được một cái thiệp được buộc ri băng trông rất là lịch thiệp, rất là xinh xắn như thế này đây. Rồi, mở thiệp ra ha. Mở ra thì ở bên trong chúng ta sẽ có được một cái một cái tấm hình xếp trông rất là đẹp như thế này đây. Đúng kiểu là đặc trưng của Việt Nam luôn vậy á. Và cũng có được một cái thời gian, địa điểm rõ ràng để mà mình có thể đến và tham dự sự kiện. Wow, cái hình này rất là ấn tượng nha. Đi kèm với tấm thiệp đó thì chúng ta sẽ có được một cái chiếc áo trông rất là màu sắc như thế này đây. Đúng cái tông màu chủ đạo lần này của Galaxy Unpacked đó là một màu xanh trông rất là tươi trẻ như thế này. Một cái thiết kế rất là đơn giản thôi, kèm theo cái dòng chữ là chủ đề của Galaxy lần này đó là nhập hội linh hoạt. Đó, vậy thôi, rất là đơn giản. Một cái áo phông chắc là kiểu freestyle mà một cái vải rất là thoáng mát nữa, thì mình nghĩ là ai cũng có thể mặc được cái áo phông này. Bên cạnh chiếc áo phông thì trong này mình còn thấy được có một cái chiếc mũ quay vành trông khá là thời trang như thế này đây. Đúng chất là mùa hè luôn rồi đó. Và cũng điểm tô cho mình một cái dòng chủ đề lên đây. Chưa hết nha, vẫn còn khá là nhiều quà trong này nha. Tiếp theo là mình có thấy được một cái túi da trông rất là xịn sò. Túi da này thì mình được biết là đây là một cái túi da mà Samsung hợp tác với lại một local brand về túi ở Việt Nam, đó là Caracta. Để coi coi. Vẫn là một tông màu xanh chủ đạo nhưng mà được thiết kế trông rất là độc lạ nha. Đây là lần đầu mình thấy một cái kiểu thiết kế túi như thế này trông rất là xinh. Bên trong thì sẽ có hai ngăn như thế này. Đó, mình có thể kéo ra kéo vào để mà đựng cái vật dụng của mình. Hay ho ghê chứ. Đó, và khi không sử dụng nữa thì chúng ta có thể gặp lại như thế này và đeo lên trông rất là thời trang, rất là thời thượng nha. Trời đất ơi, một màu sắc mà kiểu đúng cái màu sắc mà giới trẻ bây giờ ưa chuộng luôn á. Và vẫn tất nhiên là vẫn có được cái slogan chủ đề ở đây, nhập hội liên hoan. Ngoài cái túi da trong thời trang đó ra thì chúng ta vẫn có được một cái túi nữa, đó là một cái túi tote vải như thế này đây. Rất là đơn giản thôi, vẫn là thi công Samsung và cùng với lại Galaxy. Đó, một túi tote rất là xinh. Tên và sau đó là tất cả những gì mà trong hộp quà của Samsung Galaxy Unpacked mà chúng ta có được. Và mình nghĩ là hộp quà Galaxy Unpacked lần này giống như là một sự nhá hàng đầy tinh tế của Samsung đến cho người dùng vậy đó. Không chỉ là tinh tế trên cái việc nhá hàng thôi đâu, mà còn tinh tế trên từng sản phẩm cũng như là từng món quà mà Samsung gửi gắm đến cho đối tác của mình nữa. Và mình nghĩ là sự kiện sắp tới đây Unpacked 2023 của nhà Samsung sẽ đem đến cho người dùng những cái sản phẩm điện thoại gập siêu ấn tượng, không chỉ là về thiết kế nè, còn về những hiệu năng, tính năng mà Samsung mang lại cho người dùng nữa. Và mới nhắc đến thế thôi là mình đã cảm thấy rất là háo hức mong chờ được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm mới của nhà Samsung rồi. Và rồi, đó là những gì trong hộp quà Galaxy Unpacked 2023 lần này của nhà Samsung. Các bạn thấy sao về hộp quà này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho Samsung nhé. Bye bye. Đừng quên đăng ký nhận tin và chơi mini game đến dịp mới quà phơi phới với những phần quà cực kỳ hấp dẫn tại Cellphone.net. Một giải đặc biệt voucher giảm 50% khi mua Samsung Galaxy Z Flip mới. 5 giải nhất voucher giảm 1 triệu khi mua Samsung Galaxy Z Flip mới. Anh em ai quan tâm đừng quên click ngay vào đường link bên dưới phần mô tả nhé.